Việc Qatar mới đây thắng đậm Bangladesh và chắc chắn đứng ở hai vị trí đầu bảng E giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu giữa Qatar gặp Bangladesh là trận đấu duy nhất thuộc bảng E vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á không bị dời sang năm 2021. Trong trận đấu kết thúc vào rạng sáng ngày 5 tháng 12 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Qatar thắng Bangladesh 5-0, qua đó dẫn đầu bảng E với 16 điểm sau 6 trận. Hiện Qatar hơn đội nhì bảng Oman 4 điểm và hơn đội đứng thứ ba trong bảng E là Afghanistan đến 12 điểm, trong khi Afghanistan chỉ còn 3 lượt trận nữa ở bảng đấu này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Qatar chắc chắn giữ một trong hai vị trí đầu bảng E sau khi vòng loại thứ hai kết thúc. Do Qatar là nước chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2022 nên họ sẽ không tham dự vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Qatar chỉ là tham dự đến vòng loại thứ hai để xác định suất dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Đợt trường hợp đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo rơi xuống nhì bảng G, thì việc Qatar chắc chắn đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng E gián tiếp giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó sẽ tranh suất ở vị trí đội nhì bảng với cửa đi tiếp được mở rộng hơn.